vì khi mà các bạn đi học trễ thì thường các bạn đi trễ 5 phút thôi, thì người ta cũng nên nhau là các bạn trẻ đang sẽ không thường nghe thì vì lý do gì hết. If I get go to the US, this listening is the most thing I have to do.